bà xôm chụp điểm số bà ta đó thì sắt này vật chiết than bẹ hút bay chạy cái tê phun phía để cho sàn compost có đôi chia đi sắt nơi tam sạc con trên lại xem xanh phẳng đại bà đã bên ích xôm bằng to mê riêng và đại chế mê riêng tị bấy và để chẳng bán kẹt ở nế chia bằng to bằng hỏi ở lớn nơi dương cho ta đó chụp đoạn mối tiết cư ạ tra bệnh thiệp nè phát bác bó nơi compounding nè cứ chìa nè compounding cứ chìa cả cụp cả sẵn mà chẳng nè bê đài là miền cả cụp càng tài nhược nhóm nụ phát bác bó bảo vệ có càng tài miền đài từ lưỡi ạ tra cả bạc chẳng chỉ tôi tới dương tay tay này dây ông pi ạ tra cả bạc nó đài dương vị vô ủ tờ hò tha dương đạng sạch bạc nơi tình này kia ở dương bổng bó thịa rồi không mình nằm đọc thịa rồi không mình nằm bổng bấy phía rồi không mình nằm ạ tra cả bạc nó cứ cái ao chứ một hai chi ạ tra cả bạc ở phần trăm cho nằm đã từ này kết bỏ chùn nó annual percentage rate ạ tra phía rồi phần trăm cho nằm đã từ này kết bỏ chùn nhưng nợ bê đai từ này kia rứ gó xa ban hệ đánh vật thố còn ban cuốp ở dưỡng mẹ còn sạc mạng ở dưỡng compound ở dưỡng nú ạ tra bắt đại bạn rứ gó ạ tra chạy sạch đành ạ tra bất bạc gọn và chạm cho nam nâng cao miên nơi ạ tra mùi tiệt kéo chung một tha chi ạ tra EAO Effective Annual Rate cao miên láng nơi bế đài xa ban hệ đoàn thố còn kết ca cuốc ảo dường thân ông cầm lòng này chân nam bạc bạc dân miên này tha ưu tiêu hóa mà chúng ta hóa thảm bất thiệt rồi khăn ông mà chân nam đại tình này kịp đó là dưỡng ở chung một tha chi APO Annual percentage rate ạ tra đại kế bắt đầu ở dương chẳng được biết đại kế bắt đầu ở dương kịp cuốc ở dương thay em tiết được thôi ta tình yêu kế có cuốc ở dương mà chân nằm ở đồn chẳng miền đây ra và bật phía rồi lúc cư chi ạ tra phía rồi bởi chạm chân nằm ạ tra đại kế bắt đầu chún ạ tra mối tiết đại chạy sau này là tình yêu kia là tha ba lãnh thổ kết ở dương cư ở chung một tha chi effective annual rate EAO ạ tra chạy sau này ạ tra bắt đầu bắt ạ tra bắt đầu sức hiệp bởi chạm chân nằm chỉ là ra được cái kết đơn này chạy sau đấy bằng toa bì cá kết cuộc ở dưỡng khăn ông cầm lòng cho nằm chẳng chẳng hãy bạn kể đạn thà ní chi ạ tra chạy sau đấy bạn tu toạt rứ bạn tờ tu cái đó kết cuộc đại ca là khăn ông cầm lòng cho nằm nên chẳng dừng ạch đăng hỏi nó là bên nâng ạ tra đại kỳ áo và đại dương dật đại dương viện dốt chi APO chi Annual Percentage Rate Prosen ba sa ban rành mật thổ được gọi sa ban từ này kia còn đo này cả cúp ở dương nước viên đường cao miên ạt tra prosen phía bảy trăm chín năm mũi tiền được gọi chúng ta ạt tra bật bật cả bảy trăm chín năm được gọi ạt tra chạy sai bảy trăm chín năm mũi tiền đại kế kẹt được nĩ đại kế tu to đại dương chạy sai tại mình đâu được biết đại miên cả cúp cả lại nên chẳng có bao giờ làm cái gì nữa có bao giờ làm cái gì prosen ban này trong tiếp tiếp nơi chùm bờ viên ở dục pí đại miên kia cúp khóc nè nhẹ chạm bách kẻ đơn ní ạ tra bật 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 chạm chân nằm hai bà viết xâm rắc bật gạc bật thiệp miền này tha bây giờ tha tình yêu kia mũi bà còn ai ạ tra bật phía rồi cúp bật chạm ngày tình yêu kia mũi tiết bà còn ai dương bật mũi cái bia bật phía rồi bật đáy cúp bật chạm chân nằm tên xưa là ta dương cúp tại đạo viên dục mũi nè mũi bật phía rồi bật đáy cúp nhận nhọp mà ngay cúp bật dương mà ngay cúp bật dương mũi tiết ban ca practice của mũi cho những phần rối phần tái mà chúng ta ban kịp cụ bỏi một đồn chẳng thử để kẹt đến effective annual rate ạ tra chạy sau này ạ tra bất bạc còn rồi có được không dùng phần dưỡng bộ ạ tra bất bạc ca phải chạm cho nằm EAO effective annual rate mùi nào thông chiến kẹt nế tới EAO mùi nào thông chiến dưỡng dớt chụp được mùi nó cứ lỗ hỏi bà cứ lỗ hỏi bà lấy dưỡng mơ rụt bộ môn bà ạ tra phía rồi bởi trăm chân nắm ạ tra phía rồi bởi trăm chân nắm đây dương bàn dây mấy cái gì ạ tra để kịp đòi chút kịp khăn ông một chân nắm nên chẳng ạ tra phía rồi bởi trăm chân nắm mà xa mà nâng ạ tra bởi trăm kia con nâng chùm luôn kia khăn ông một chân nắm nâng người bạp nâng hỏi ná ưu tư hò tha mùi phía rồi khăn ông mùi khai chẳng nằm bay bằng bay được chi ạ tra phía rồi bởi trăm chân nắm mà ạ tra khăn ông một chân nắm cứ giờ mùi phía rồi con đập bì chẳng mà chân nắm cứ đập bì phía rồi là bây giờ tôi ban là tra về trăm kia với dương giờ mà chạy màu nếu thì họ tha dương trong ban là tra ca prạ và khăn ông mặc khai dương thì họ cái áo đập pi phía rồi khăn ông mặc khai nếu cái áo đập pi phía rồi khăn ông mặc chín năm chị APO annual percentage rate là tra là cái đòi chuyển dương đập pi phía rồi khăn ông mặc chín năm cho mặc khai là tra bảo màn chẳng dốt
12% ចំនួនកំឡុងពេលក្នុងមួយឆ្នាំនឹងមកឆ្នាំមាន 12 ខែអញ្ចឹងចែក 12 មកឃើញ 1% ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងគឺយើងបានគណនាជាប្រចាំថ្ងៃហើយណាការបំបែកភាគរយហ្នឹងឯង ប៉ុន្តែចំពោះអត្រាប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំអត្រាគេហៅថា effective annual rate EAR មិនត្រូវបានចែកអត្រាប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំដោយចំនួនគ្រាក្នុងមួយឆ្នាំទេហ្នឹងមានថាអត់អាចបានទេណាបានតែ APR ទេ annual percentage rate ទេព្រោះដោយសារអីដោយសារតែបើវាមិនផ្ដល់នៅអត្រាប្រចាំគ្រានោះឡើយមានថាវាមិនដូច APR ទេមិនដូចអត្រាភាគរយប្រចាំឆ្នាំដែលគេផ្ដល់ជូនទេគឺវាកើតឡើងនៅពេលដែលមានការផ្គួប ແລະការឡើងនៃពីការផ្គួបអញ្ចឹងការផ្គួបអាចផ្គួបប្រចាំឆ្នាំប្រចាំឆមាសប្រចាំត្រីមាសប្រចាំខែបាទប្រចាំថ្ងៃប្រចាំម៉ោងប្រចាំសប្តាហ៍អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអត្រាជាក់ស្ដែងអត្រាប្រតិបត្តិអត្រាប្រសិទ្ធភាពប្រចាំឆ្នាំមានការប្រែប្រួលណា EAR មានការប្រែប្រួលបាទនេះជារូបមន្តដែលជារូបមន្ត EAR ណា EAR គឺស្មើនឹង 1 + APR ແລະ APR យើងដឹងហើយ annual percentage rate អត្រាភាគរយប្រចាំឆ្នាំ EAR គឺ effective annual rate អត្រាជាក់ស្ដែងអត្រាប្រសិទ្ធភាពអត្រាប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំអត្រាដែលគេគណនាក្រោយពីការផ្គួប M ជាចំនួនផ្គួបឃើញម្ដងនឹងហើយយើងមកដកមួយគេថាចូលចងចាំថាអត្រាភាគរយប្រចាំឆ្នាំ APR គឺជាអត្រាដែលបានកំណត់តែមានតែគេផ្ដល់ជូនយើងក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណចឹងមកក្នុងមួយខែប្រមាណចឹងមក M ជាចំនួនផ្គួបក្នុងមួយឆ្នាំ ដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងបាទដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងចំនួនផ្គួបក្នុងមួយឆ្នាំបាទចំនួនផ្គួបប្រសិនបើបាទខ្ញុំមានស្លាយមួយនេះប្រសិនបើផ្គួបប្រចាំឆ្នាំ annually ឬក៏ yearly N យើងគឺស្មើមួយ M ណាសភើខ្លះតាំងដោយអក្សរ N ណាសភើនេះគេតាំងដោយអក្សរ M អញ្ចឹងអមយើងស្មើមួយមកប្រសិនបើផ្គួបប្រចាំឆមាស semi annually M យើងស្មើ 2 អញ្ចឹងត្រូវដឹង reflect ដឹងតែម្ដងប្រសិនបើផ្គួបប្រចាំ ត្រីមាស quarterly 3 ខែមានម្ដងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមាន 4 ដង 3 × 4 បាទគឺ 12 ខែមួយឆ្នាំអញ្ចឹងគឺ M ស្មើនឹង 4 ប្រសិនបើផ្គួបប្រចាំខែ M យើងស្មើ 12 មួយខែផ្គួបម្ដងប្រសិនបើផ្គួបប្រចាំសប្ដាហ៍ weekly M យើងស្មើ 52 មួយឆ្នាំមាន 52 សប្ដាហ៍ ប្រសិនបើផ្គួបប្រចាំថ្ងៃ M យើងស្មើនឹង 365 ថ្ងៃ ប្រសិនបើផ្គួបប្រចាំម៉ោង M យើងគឺស្មើនឹង 3160 ម៉ោង ប្រសិនបើផ្គួបប្រចាំនាទីទៀត បាទអញ្ចឹងយើងមកគុណនឹង 60 ទៀតមក 60 បាទ 3160 គុណនឹង 60 មកគឺ 525600 M យើងស្មើប៉ុណ្ណឹង នេះគឺជាចំនួនផ្គួបដែលយើងត្រូវគណនានៅក្នុងលំហាត់ ប្រសិនបើលំហាត់គេប្រាប់ថាផ្គួបប្រចាំខែគឺ M ស្មើ 12 ផ្គួបប្រចាំសប្តាហ៍ M ស្មើ 52 តែម្ដង ណា M ស្មើ 52 បាទ ឥឡូវយើងបាទទៅឧទាហរណ៍តែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ណាទៅលើឧទាហរណ៍បាទនៅទីនេះបាទបាទឧទាហរណ៍បាទអ្នកកំពុងពិចារណាទៅលើគណនីសន្សំ 2 1 ផ្ដល់ 5.25% ផ្គួបប្រចាំថ្ងៃ 1 ទៀតបាទគឺផ្ដល់ 5.3% ផ្គួបប្រចាំឆមាស អត្រា APR អត្រា annual percentage rate អត្រាដែលគេផ្ដល់ជូននោះដែលគេកំណត់ជូនយើងគឺផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែការផ្គួបក៏ផ្សេងគ្នាដែរ អ្នកគួរយកគណនីមួយណា យក 5.25% ផ្គួបប្រចាំថ្ងៃ ឬក៏យក 5.3% តែខ្ពស់ជាងមុន ប៉ុន្តែផ្គួបប្រចាំឆមាស អញ្ចឹងគេបានណែនាំយើងហើយថា ប្រសិនបើ ការសម្រេចចិត្តទៅលើការវិនិយោគ នៅពេលដែលគេផ្ដល់ចំនួនផ្គួបផ្សេងគ្នា អត្រា APR អត្រា ភាគរយប្រចាំឆ្នាំផ្សេងគ្នា យើងត្រូវតែគណនា EAR effective annual rate អត្រាជាក់ស្ដែងអត្រាប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំមួយណាធំជាងយើងមួយនឹងខ្ញុំបានកូពី វា ចូលនៅក្នុង Microsoft Word ដើម្បីធ្វើការគណនាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជម្រើសទី1 EAR រូបមន្ត EAR យើងគឺស្មើនឹងបាទខ្ញុំសេតែម្ដង 1 បូកឲ្យ APR APR ចែកឲ្យ M ទាំងអស់ស្វ័យគុណបាទស្វ័យគុណប្រមាណបាទរូបមន្តយើង បាទទាំងអស់ស្វ័យគុណ M ហើយដកនឹង 1 បាទស្វ័យគុណ M បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជាស្វ័យគុណសិនស្វ័យគុណ M បន្តមកឃើញហើយដកនឹង 1 ដកនឹង 1 បាទយើងអាចជំនួសបានបាទខ្ញុំតាំងដល់ EAR 1 ចុះណា EAR 1 ណាដើម្បីឲ្យងាយថាគណនីទី 1
bà chẳng cứ smart năng bà smart năng bà nhầm chụp nô lệ chốt EAO mũi cứ mũi bột ỏi APO cái nẹ ni ti mũi cứ pram chơi một phây pram phía rồi bà pram chơi một phây pram phía rồi bà chạy ỏi âm âm dương kì phép đập cua trăm ngày chẳng cứ bay rồi học sập pram ngày bà tăng ớt xoay quân âm xoay quân bay rồi học sập pram ngày đại nè đang chỉ xoay quân nhầm đạp nơi chỉ xoay quân tòa má giờ mà đọa chùm môi nắng mùi đọa nắng mùi mà dương xùm rùi mình thích má bà chẳng cứ xma nâng bà chẳng cứ nhóm kẹo đơn đi khăn khăn ông đi làm đó nè chẳng nhóm kẹo đơn đi bà pram chơi một phây pram phía rối tòa má giờ mà chạy được bay rồi học pram và tòa má khơi nhầm lõi bột mùi hái nhóm nhớ máu xoay con nâng bay rồi học pram nơi khăn lơ đi làm đòn nè chẳng nhóm pram xin kết lệch làm đòn nè và pram xin kết lệch làm đòn và nấy là tên ấy mà xin kết lệch và bạn chẳng nhóm giờ pram chơi một hay pram thì rồi chẳng cái chạy nâng mà rồi nó chạy nâng mà rồi và nhóm lại chào sẵn thì chụp dây kì hãy bạn chẳng giờ pram chơi một hay pram thì rồi cái chạy nâng mà rồi mà nâng xôn chơi xôn pram một hay pram tỏ mó giờ chạy nâng bay rồi học pram chạy nâng bay rồi học sập pram mà cái bật bật đấy nè và vì vì ọp ọp hỏi chạy nó tỏ mó giờ bốc nâng mùi bốc nâng mùi mà mùi chơi xôn 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 mà nhàng màu tỏ mó thằng ọp nâng ạ à dưới kẹo này khơi nâng xoay con x với con y gà đây cứ xoay con bay rồi học sập pram chẳng cứ mà nâng mùi chơi xôn pram sam bầm bầy mùi chơi xôn pram sam bầm bầy và chẳng cứ khơi mùi chơi xôn pram sam bầm bầy và mùi chơi xôn pram sam bầm bầy nè mùi chơi xôn pram sam bầm bầy rồi có sam buồn chẳng màu nè rồi có sam bầm buồn chẳng màu mà lại đã sam buồn quá chẳng cột láng tao móc đỏ nâng mùi chẳng dừng khơi chậm lại à bà dừng khơi chậm lại ấy và nhưng cứ smart nâng độ máu cực bán xôn chết xôn pram sam bổng buồn chương dương tư dịp hiệu rối và tư dịp hiệu rối cứ smart nâng con đường mà rồi máu cực bán pram chết sam sập bổng buồn hiệu rồi và hiệu rồi ní cái này ní tì mùi nó y o áp ra chạy sẵn bị chạm chân nằm ở lấy dương kẹt ní tới y o p nó nhầm cục pi rụt bổng buồn làm đón y o p và bà EAOP nó nhầm đạo lịch phí và nhầm đạo lịch phí và nơi hàng cáo bà bà to mà tiệt bà nhầm copy rút của môn và copy rút của môn làm đón to máu dương chùm nô lệ châu bà chùm nô lệ châu mà bà cứ sma nâng mũi bốc ỏi APO APO dương cứ bà cái nẹ ni tp sẽ khăn là khá cái nẹ tp cái ỏi mùi tiết cái áo pram chọc bay phía rồi nè pram chọc bay phía rồi chạy dạy âm chùm luôn cua thì phải học tập cua và chăm ấy rồi chăm cho mía chẳng phải chăm cho mía mà cứ âm dưỡng mà đằng pì mùi chân nắm cua pì đòn nếu mà mùi khai cua mà đòn mùi khai cua mà đó sẽ đọc tới đọc pì khai tăng ớt mày con âm âm dưỡng cứ ba pì đài nếu âm dưỡng cứ pì đài bà to mà tiết dưỡng đọ nắng rút của môn với cứ mùi bà chẳng dương kẹo này đột mạnh đấy bà kẹo này đột mạnh bà kẹo này đột mạnh đấy bà chẳng cứ pra mà xin kết lệch mà pra mà xin kết lệch bà chẳng dược pram chọc bấy chạy mà rồi sẵn pram chọc bấy chạy nhưng mà rồi bây giờ chạy cho hỏi của bạn này nó sẽ lại lựa mà nâng xôn chạy xôn hạ bấy tao mới giờ mà chạy nâng pi mà xôn chạy xôn pi học pram giờ mà bốc nâng mùi smart mũi chạy zone pi học pram xoay con pi nè nhầm chạy x xoay con này cái xoay con pi smart mũi chạy zone pram sample và mũi chạy zone pram sample đó là mùi chắc chừng khơi nha mà chừng khơi nha chắc cứ smart nâng zone chạy zone pram sample chắc bấm bài chỉ từ vị phía rồi chắc cứ smart nâng pram chạy 37% EAOP
chứ riêng ai sang để than bán đói và đói và i e o mùi thom chiêng và thom chiêng và i e o p dân nô kê bàn nô dương cua chưa và chưa rớ do ca và do ca vị này dốt và cái nẹ ni tì mùi nấy cái nẹ ni tì mùi và cái nẹ ni tì mùi và chẳng dân kẹt này khuyên hào gì ná chẳng mùi i e o mùi nào thông chiến dương dớt mùi nâng và dương dớt mùi nâng và bà nì nhầm đạo sở rộp tên bản đồ bà miên xung nụ ấy ai lược làng bàn ná ai lược làng bán bà sân bà ọt miên tế bà nhầm ở ai kỳ dương thuê mà đón bà chung mùi nâng lũng hạt nè i e o atra pro đại bạc bà chạm chân nắm atra chạy sở đại bà chạm chân nắm atra bà sân đập hiệp bà chạm chân nắm nên chẳng ạc sài tham sắp hơi ghê đại kê bò ná tế thì sao ông lấy thà effective annual rate nè effective annual rate à lấy nhóm kẹt nên là khăn ông Excel nó khăn ông Excel nó tầng pi nâng ná cái này đi tìm mũi cái này đi tìm pi là mấy tìm toàn nó lấy nên là tí ní ba nhóm bàn là cả đấy nhóm đặt cái này đi tìm mũi APR annual percentage rate cái pram cho pram hiệu rối chùm luôn cuộc âm đi chùm luôn cuộc cuộc phải chạm ngay cái mà chẳng nắm bây rồi học sắp làm ngay cái này đi tìm pi APR cái ai pram cho bấy pram cho chạm sớm cuộc phải chạm cho miền chẳng âm sma pi cho nên khăn ông Excel nhưng kẹt nếu đã sinh nhà sma ba đã sinh nhà sma hỏi ba cứ đã effect và effect và mình là effective annual rate đấy tao bao gồm cái chỗ máu đạn nominal rate áp ta là cái đo chun tao máu NPER chẳng cứ dạng p này cả cụm nên chuyển luôn cụm nên chẳng cứ và nominal rate cứ cái này đi tìm mũi cứ pram và cho một phẩy pram nhưng cứ bị máu tao máu cho là chuyển luôn cụm và chẳng cứ bây giờ học tập làm ngay tao máu dương inter mà pram cho sao muốn đối dương kẹt niệm mình anh đứng đối khi này đã sinh nhà sma effective và effect bằng buộc cái chó bằng nominal rate cứ pram chật bấy cái bía chung luôn cua phải chạm cho mít anh sma pi sẽ đánh lành pi mà enter mà pram chật xàm bật anh ấy được biết kẹt này effective annual rate EAR và dân dân bán kẹt này tăng mà xin kẹt lấy kẹt này tăng là khả năng Excel và dân admin thế nhóm xôm ba nhóm xôm đạn lùm hạt tại đó này dưỡng tại tương chung mùi nâng ca kẹt này effective annual rate EAR ní và cái dưỡng ai chờ cặp và cặp tra bằng tích tới và cặp tra bằng tích và một pi lùm hạt nế và này ba lùm hạt miền pi lùm hạt nên dân thua rút nhà chung nhóm nế nhà chung nhóm nế và ca viên lùm hạt tí mũi ca viên dục mũi đầy miền chùm nô đọc hiệu rối của bị chạm trầy mía hai ca viên dục mũi tiết miền chùm nô bằng buôn chơi bằng bầy hiệu rối của bị chạm khải ta cao viên dục mùi ná là ổ chiền của bạch giam tây mỹ âm sma mán của bạch giam khái âm sma mán nó mới là khăn ông slide mê riêng thằng lơ mánh ấy thằng lơ mánh đằng ảnh chẳng dừng thử kẹt nè rốt EAR effective annual rate atrana đại thông chiến dược mùi nâng cao viên dục mùi nâng tí pì cao viên dục ế bà miên chùm nôl bằng bớt hiệu rồi của bạch giam khái hai cao viên dục bí miên chùm nôl bằng bấy hiệu rồi của bạch giam chồm gì ta dương cụ tài dược chưa được dược cao viên dục ế được gọi bì chẳng kể này effective annual rate đôi khi này giờ một điểm thiệp và EAR và chẳng thuê rối nhà một nhóm ná hồi biết ổ chì mê riêng nơi khăn ông trong trọng đoạch EAR ní xôm bị chọc bằng bánh ní hồi xôm kia dương rong chạm test nà xung mùi nâng cá kẹt đàn ní cá xoay rốt nâng cá kẹt đàn ní nơi APR mà đoàn cứ annual percentage rate ạch ra phía rồi bởi chạm chân nằm để tí rụ môn tam là dạ EAR này ai bà dân xôm ổ cấn bà xôm chung rịp lìa.